Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân là một trong những cặp đôi bản thân phi bít được người hâm mộ quan tâm. Cả hai thân thiết với nhau từ khi tham gia chương trình Bậy Nụ Cười Sân. Phiên bản Việt Nam Mỗi khi xuất hiện, bộ đôi bản thân này khiến dân tình trầm trồ vì những óp tít thời thượng và lung linh. Nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra cả hai. Từng cùng nhau lăn xê kiểu lấy khăn làm áo. Việc sử dụng chiếc khăn tay để biến tấu thành áo vốn được nhiều tín đồ, thời trang, lăng xê. Thúy Ngân và Lan Ngọc dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua trào lưu này. Mỹ nhân gái già lắm chiêu, dân tình, đổ mắt vì màn quấn khăn làm áo rất gợi cảm. Được biết, nữ diễn viên sử dụng một chiếc khăn tay thời hiệu Dior xa xỉ với giá 350 USD, tương đương 8 triệu đồng. Chiếc khăn stress này giúp Lan Ngọc khoe trọn thân hình, thả ga, làn da trắng, ngần. Không ít dân tình, khen ngợi sắc vóc dáng cô nàng, không chỉ vậy, kiểu áo làm từ khăn lụa trên còn khẳng định phong cách thời trang sang chảnh đẳng cấp của Lan Ngọc. Điều càng giúp ích cho việc chuyển đổi hình tượng từ một cô gái mộc mạc, dễ thương sang trưởng thành. Gợi cảm của nữ diễn viên Mặt khác, cô bạn Thúy Ngân dường như là một fan cuồng của kiểu thời trang. Trong chuyến đi Phú Quốc chương trình phiên bản Việt Nam vừa qua, cô nàng rất nhiều lần sử dụng. intent trên gây ấn tượng chắc chắn là màn lấy khăn làm áo rồi xoắn thêm phần tay. Trên vai, kiểu tấu buộc độc đáo này giúp người đẹp sinh năm 1991 trở thành khác biệt và tăng thêm nét gợi cảm. Không chỉ vậy, những lần xuất hiện ở bà biển, Thúy Ngân không Thúy Ngân cũng không ngại dùng lại mảnh khăn cũ, xong cô nàng lanh trí tấu thành một chiếc áo kiểu khác để phù hợp với bốn cạnh và hoạt động. Có thể thấy nữ diễn viên rất ương chuộng phong cách lấy khăn làm áo và luôn tự tin mỗi khi diện nó. Những lần khác, cặp đôi bạn thân Lan Ngọc và Thúy Ngân khiến dân tình mê mẩn khi sánh vai cùng nhau trong các bộ cánh rạng ngờ. Gần đây nhất hai nữ diễn viên đỏ sắc trong một buổi tiệc cuối năm. Cho mình một mẫu đầm lụa lịch vai gợi cảm thì Thúy Ngân nổi bật với chiếc váy ngắn. Có nơ 3D, nhan sắc cả hai tỏa sáng khi đứng cạnh nhau. Trong những chuyện ghi hình khác, bộ đôi bản thân này cũng thường diện chung. Cả hai từng rụ nhau phối đồ và chân váy ngắn theo stress thể thao dù có vóc dáng gương mặt khác biệt nhưng lan ngọc và thúy ngân vẫn trông rất ăn rơi nhau bởi lẽ đôi bản thân sử dụng tông màu cho áo và gam màu tối cho chiếc váy của mình không chỉ có những màn tạo miếng ăn ý trên show truyền hình lan ngọc thúy ngân còn rất nhiều thân thiết ở ngoài đời trong một lần trải nghiệm phỏng vấn mỹ nhân gái già lắm chiêu chia sẻ về cô bạn thân rằng sao lại không thích bé ngân ở trong với bé ngân ngoài tính cách giống nhau cực kỳ đáng yêu dễ thương với ngân là trong những bị quạ luôn đó nhiều lúc tôi cũng bị ngân cắn rất đau luôn đó dần dần những màn tương tác của lan ngọc và thúy ngân được rất đông đảo khán giả ủng hộ hiện tại hai nữ diễn viên trên là một trong những cặp đôi thân nhất nhì hot showbiz việt